bé gái ở Hải Phòng vừa ra đời toàn thân đỏ tía. Bé gái vừa chào đời nặng 2,5 kg, toàn thân da đỏ tía với chẩn đoán mắc bệnh đa hồng cầu và buộc phải thay máu bán phần. Lãnh đạo bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho biết, các bác sĩ tại đơn vị vừa điều trị thành công cho bệnh nhi mắc đa hồng cầu. Cụ thể, bệnh nhi là con gái của chị T, trú tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Bé chào đời nặng 2,5 kg, da đỏ tím toàn thân. Bé được gia đình chuyển đến bệnh viện Trẻ em Hải Phòng và được chẩn đoán mắc bệnh lý đa hồng cầu thể nặng. Ngoài ra, bệnh nhân nhi còn bị tim bẩm sinh và rối loạn đông máu hạ đường huyết sơ sinh. Bệnh viện đã tiến hành nuôi dưỡng tĩnh mạch, truyền máu cải thiện bệnh trạng. Sau 6 giờ điều trị tích cực, chỉ số rối loạn đông máu và hạ đường huyết đã tạm ổn định. Các bác sĩ khoa sơ sinh đã hội chẩn với tổ chuyên môn của bệnh viện thống nhất chỉ định thay máu một phần cứu sống bệnh nhi. Qua 6 giờ tiếp theo tiến hành thay máu, bé qua cơn nguy kịch, sức khỏe hồi phục tốt. Hiện tại trẻ không còn sốt, tình trạng đỏ da toàn thân cải thiện rõ rệt, bú mẹ tốt, phản xạ tốt, các chỉ số xét nghiệm trở về bình thường, dự kiến bé sẽ được xuất viện sớm. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thị Minh Tuyết, trưởng khoa sơ sinh cho biết, đa hồng cầu sơ sinh là tình trạng tăng số lượng hồng cầu làm tăng độ nhớt của máu, tần suất gặp từ 1 đến 5% số trẻ sơ sinh. Trong đó, bệnh lý đa hồng cầu nặng cần phải thay máu rất hiếm gặp. Cụ thể, trong trường hợp bé gái này, bệnh nhi mắc đa hồng cầu kèm theo có bệnh tim bẩm sinh, rối loạn đông máu và hạ đường huyết sơ sinh làm diễn biến trầm trọng thêm, gia tăng tỷ lệ tử vong nếu không thay máu kịp thời. Tính mạng của trẻ bị đe dọa bởi các nguy cơ tắc mạch ở các cơ quan như là não, phổi, tim và ruột. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.